cười. Mẹ đi chưa? Đồ vui đầy đầy này cần gì? Đây. Đây. Tôi sóc cái gì? Có biển biển đấy, nó đánh vần nó mắt nhìn vần à. Biển cho con bừa cho nó đánh vần xong rồi. Đây con biển này bố đi sát quá, nó đập vào thoại may mà chưa đập. Ui, ở đây đẹp nhỉ mình nhỉ, đi tít từng kia nó mới đẹp. Đây con đi rồi mấy lần, con đi lượn xe đạp ở trong 2 lần rồi, xong rồi đi của xe ống cọc. Đúng rồi, đẹp rồi đi đấy. Con giận chó ấy, chó cắn này. Ở đây có cây chuông vàng ấy nhỉ mọi người, ở bên cây hoa ban đấy, cây hoa giá quỳ buộc mây. Bố con chẳng bấm tí nào, 3 phút 58 giây rồi. Ở hôm trước mưa nó bị nghiêng rồi. Mẹ ơi, hôm trước mưa nó bị nghiêng cây rồi. Ôi, đẹp chưa nè.
Hôm nay sinh nhật Khánh đấy mẹ. Anh nội. Ra đường cua kia là chiếc con nhiều. Nó mọc ven đường không cua được gì. Hay bỏ rác vào thùng không có mang về cảnh. Có nhiều biển lắm. Xong rồi đi đi gần 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 lên chỗ nhà ông Thọ có cái biển gì là ai đồ rừng gì mà nguyên sinh hay sao? Nguyên thủy hay gì? Hoa mọc nhiều quá. Ồ, nếu mà hoa. Ồ, có nhìn thấy một cái cây mọc một mớ bông hoa luôn. Không, hoa nó quỷ cơ. Đúng rồi, qua cái nhà mà có con gì trong đấy, qua cái chỗ cua kia có hoa rất nhiều á. Lên rồi, lên trước con gì chó đuổi ở đây đấy. Mẹ ơi, cái đồn này đi tắt ra được ở đâu ấy? Đây này, ngay ở bên này luôn, không thấy đâu. Trước hai các anh đi ở này. Chó đuổi nhé. Đâu rồi một chó à, đi xuống phía kia một tí rồi một chó sẽ bắn. Không chó. Chính ngay nào, cười tự nhiên lên. Thử ngửi em ạ.
là công an. Nào, anh ngửi. Em ngửi hoa đi, em ngửi hoa đi. Đi, anh ngửi đây này. Đây, ngửi bông hoa nhà đây mẹ. Anh ngửi bông hoa này đi. Ngửi, cầm ngửi. Đừng cười quá, chỉ cười bình thường thế thôi, thế thôi, thế đúng rồi nào. Thì xưa có một ông tinh tinh mặt nhá. À đúng rồi, quay thế. Đúng rồi, nào. Ô, em ôm ông ấy nha. Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Thử cho đầu vào giữa hai ông hoa này để trên đầu mình nha. Bông nào phải vừa thôi. Đấy, hai chị em đứng vào. Cười lên xem nào. Mẹ chỗ kia kìa mẹ. Quay đây, quay đây, quay đây. Thank you.
Yêu sao tiếng gáy chim cu, cây đa bến nước lời ru của bầm. Vườn chim cu gáy miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cu gáy mang ngỗng, phấn hồng, âm giọng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chào mào, chim quyên. Bên cạnh đó chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, con giống đà điểu, cây chanh tứ quý và phân bò sữa ủ men vi sinh. Website chimcugáyhay.com hoặc bạn có thể tìm kiếm chim cu gáy hay trên YouTube và Facebook. Hotline 01635 305 982, 0989 177 982 với phương châm bảo vệ uy tín, giữ chọn niềm tin. Xin trân trọng cảm ơn.